công an quận đống đa hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin của người dân báo về việc khu vực đường láng quận Đống Đa xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe máy tốc độ cao mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng. Vào cuộc điều tra xác minh, cơ quan công an xác định hai nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc gồm nhóm của DAT sinh năm 2007 chú Trường Mỹ Hà Nội và nhóm của TAN sinh năm 2007 chú Quảng Sương Thanh Hóa hai nhóm này đã có hành vi lái xe lạng lách đánh võng bấm còi inh ỏi mang theo hung khí là tuyếp sắt hàn gia phóng lợn khua xung quanh gây mất an ninh trật tự trên địa bàn hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Liên quan sai phạm tại Ngân hàng Đông Á sáng mùng 4 tháng 1, Tòa án dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á 8 năm tù, tổng hợp với 3 bản án trước đó buộc bị cáo Bình phải chấp hành án phạt tù trung thân. Đây là vụ án thứ tư liên quan đến sai phạm Đông Á Banh mà bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên phạt về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong vụ án này, cùng tội danh trên bị cáo Nguyễn Đức Tài cựu giám đốc Đông Á Bank Sở giao dịch bị hội đồng xét xử tuyên phạt 2 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Vân cựu phó tổng giám đốc Đông Á Banh, 1 năm tù và Nguyễn Thị Ngọ, tổng giám đốc công ty cổ phần giáo dục và phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương 7 năm tù. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ Nguyễn Văn Lưu 30 tuổi, trú tại huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, sau khi tạo mối quan hệ với người nhà một số bị can đang bị điều tra, Nguyễn Văn Lưu đưa ra thông tin có mối quan hệ với cơ quan chức năng có thể xin giảm án để chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Văn Lưu đã chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của các bị hại. Sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ Nguyễn Văn Lưu khi người này đang lẩn trốn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, người dân vừa phát hiện 30 gói hình chữ nhật nghi là ma túy trôi giặt vào vùng biển Gò Công. Trước đó, chiều 31 tháng 3, trong lúc đi lượm ve chai tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, hai người dân phát hiện đã trình báo và giao nộp cho công an xã về ba gói hình chữ nhật. Mỗi gói có trọng lượng hơn 1 kg, nghi là ma túy. Đến tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hùng, 59 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, phát hiện một khối hình hộp quấn băng keo đen, một đầu có buộc một đoạn dây màu trắng đen trôi giặt trên biển Gò Công nên kéo vào và trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng biên phòng phối hợp với công an tỉnh Tiền Giang đến hiện trường mở lớp băng keo đen của khối hình hộp thì phát hiện một túi sách màu xám bên trong chứa 29 gói hình chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1 kg. Bên ngoài quấn nhiều lớp ni lông màu xám, bên trong chứa tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Duy, 31 tuổi, chú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận về tội tham ô tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Thành Duy vào làm việc tại công ty Tân Á Đại Thành chi nhánh thành phố Phan Thiết từ tháng 9 năm 2019 và được bổ nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh kiêm nhân viên kinh doanh. Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022, Duy thu tiền công nợ và tiền mua hàng của khách nhưng không nộp hết về cho kế toán mà giữ lại để sử dụng cá nhân, để khách hàng và kế toán chi nhánh không phát hiện. Duy đã lấy biên bản đối chiếu công nợ cuối mỗi tháng và tự ký giả chữ ký của các đại lý rồi nộp về cho kế Toán. với thủ đoạn trên, Nguyễn Thành Duy đã chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỷ đồng, đến nay không có khả năng khắc phục.